Và xin được chào đón các cán bộ chiến sĩ đến từ Lữ đoàn Công binh 229 Binh chủng Công binh. Xin được xác định luôn là từ bây giờ là đều xưng với nhau là đồng chí cả. Thì có những người đã có kinh nghiệm một vài lần, có thể coi là cựu binh. Bạn có biết là công binh thì hay làm công việc gì không? Đào hầm, bơi lội, vượt đèo, vượt thác. Người ta hay nói là đại loại là có chồng là một anh công binh thì rất là sung sướng, rất hạnh phúc. Tại vì cái gì ảnh cũng làm hết cho mình rồi. Rất là chuẩn xác. Thì thấy Xuân Nghị có vẻ toát mồ hôi, nghe đoạn đấy công việc có vẻ nặng nhọc quá nhỉ. Thì Hoàng Linh kiểm tra thể chất của đồng chí Xuân Nghị xem thế nào. Đồng chí Nghị ơi, Nghị ơi, kiểm tra đơn giản luôn. Đơn giản cái gì luôn? Vật tay. Vật tay một cái đó. Vật tay với đồng chí nữ à? Vật tay. Ok rồi. Không nhường nhịn nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Thôi. Đến với đơn vị Lữ đoàn Công binh 229 ngày hôm nay thì bạn hy vọng là mình sẽ có kỷ niệm như thế nào? Khi mà Huyền được gặp các chiến sĩ là Huyền lại cảm thấy rất là bối rối, rất là bồi hồi. Trước khi đến đây thì mình cũng rất là mạnh mẽ và mọi người thấy là một cái mái tóc rất là cá tính như thế này. Và Huyền đảm bảo là Huyền sẽ ăn chắc Xuân Nghị với cả Diễm My rồi. Nhưng mà khi đến đây thì Huyền lại bỗng nhiên lại muốn yếu đuối trở lại. Trong các nhiệm vụ của công binh ấy, thì không phải chỉ là mở đường, không chỉ là làm những nhiệm vụ trên mặt đất mà còn ở dưới nước nữa. Bạn nhìn thấy chúng tôi đã chuẩn bị cái phần bể bơi kia. Huyền Ly Di có sẵn sàng nhảy xuống nước và lội đèo vượt suối làm những nhiệm vụ thật là vất vả khó khăn của công binh không? Thật ra khó khăn thì Huyền cũng không sợ. Nói chung là nếu như mà được đồng cam cộng khổ với các chiến sĩ là Huyền chơi hết. Chơi luôn. Chơi luôn. Luật chơi của chiến sĩ phiên bản đồng đội như sau. Sẽ có 6 chiến sĩ thể hiện bản thân trước 3 tân binh của chương trình trên sân khấu. Sau đó 3 tân binh sẽ nghiên cứu, bình luận và lựa chọn cho mình 2 chiến sĩ để lập đội chính thức vào các phần chơi của chương trình. Phiên bản đồng đội sẽ có 3 phần chơi là tuyển quân, hiệp đồng và tác chiến. Bây giờ hãy cùng xem 6 chiến sĩ thể hiện phần chơi tuyển quân như thế nào trước 3 tân binh. Quý vị và các bạn đang theo dõi Chiến sĩ 2020 phiên bản đồng đội. Và vòng thi đầu tiên của chúng ta là vòng thi có tên gọi Tuyển quân. Ở vòng thi đầu tiên tuyển quân, các tân binh của chúng ta có cơ hội lựa chọn những người đồng đội trong tương lai của họ bằng việc là gặp gỡ ngay bây giờ tại sân khấu này với các chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 229. Các bạn đã sẵn sàng để lựa chọn những người đồng đội của mình chưa? 3 tân binh của chúng tôi. Sẵn sàng. Bây giờ sẽ là nhóm chiến sĩ đầu tiên. Xin mời. Tôi, Trần Văn Huấn, chiến sĩ đại đội công binh công trình 1. Sở thích của tôi là bắn súng, bỏng, bỏng, búc sinh. Và sở trường là cắm hoa. Tôi, Phúc Thanh Hải, chiến sĩ đại đội công binh vật cản 2. Sở thích của tôi là cầu lông, hội họa và xem phim kinh dị. Chúng tôi đến từ Tiểu đoàn công binh công trình 1, đoàn công binh sông Đà anh hùng. Chúng tôi đến đây với phương châm thận trọng, tỉ mỉ, an toàn và quyết thắng. Cặp chiến sĩ số 2, 3, 2, 1, xin mời. Ta lại đào công sự cho trận chiến đấu ngày mai. Nào tay cuốc ngay tay mai, ta đào màu với số họ dô, dô ta. Chúng tôi, người lính công binh, quanh năm gắn bó công trình khắp nơi. Cuộc sống người lính tuyệt vời, quanh tôi luôn có những người thương yêu. Yeah! Tôi, Đặng Văn Đức, chiến sĩ đại đội công binh sở chỉ huy 4. Sở thích của tôi là bóng bàn, bóng chuyền và ca hát. Tôi, Đỗ Văn Mạnh, chiến sĩ đại đội công binh trận địa 5. Sở thích của tôi là bơi lội, nấu ăn và sở trường là chơi viên giã. Chúng tôi đến từ Tiểu đoàn công binh sở chú ý trận địa 2, đoàn công binh sông Đà anh hùng. Đến với chương trình, phương châm của chúng tôi là vui là chính, trên mình và quyết tâm giành chiến thắng. Và bây giờ sẽ là 2 chiến sĩ còn lại trong phần tuyển quân này sẽ cùng làm quay với chúng ta. Xin mời.
Vinh, Vinh ơi, Vinh, cậu đi đâu mà đang làm gì thế? Tớ đi Hà Nội quay trực tiếp chương trình Chiến sĩ 2020. Ờ thì đã đến nơi chưa? Đến rồi. Tôi, Đỗ Quang Triều, chiến sĩ đại đội công binh cơ đồng 8. Sở thích của tôi là võ thuật, bắn súng. Sở trường của tôi là khiêu vũ. Tôi, Đỗ Văn Vinh, chiến sĩ đại đội công binh ngụy trang 9. Sở thích của tôi là đọc truyện trinh thám, cắt tóc. Sở trường của tôi là vật cổ truyền. Chúng tôi đến từ tiểu đoàn công binh cầu đường ngụy trang 3, đoàn công binh sông Đà anh hùng. Đến với chương trình ngày hôm nay, phương châm của chúng tôi là vui vẻ, hết mình và quyết thắng. Hôm nay khi mà nhìn 6 người đồng đội của các bạn đang thể hiện thì các bạn thấy thế nào? Thật ra thì 6 chiến sĩ thì đều có một cái sức hút riêng. Tuy nhiên thì Huyền đã nhắm được cho Huyền hai chiến sĩ mà Huyền cảm thấy ưng ý nhất rồi. Và chắc là nếu như mà mọi người tinh ý thì cũng biết là lúc nãy khi mà một chiến sĩ đang trình diễn là Huyền có thả tim rồi. Thì không biết là mọi người có biết là Huyền thả tim là chiến sĩ nào không? Linh nhớ. Đấy chính là chiến sĩ mà có sở trường cắm hoa. Cắm hoa đúng không? Bởi vì là Huyền không hề giỏi nữ công gia tránh. Thế nên là khi mà nghe thấy là chiến sĩ Huấn đúng không ạ? Chiến sĩ Huấn vừa đẹp trai này, đô này, sau đó thì đào hầm giỏi, mà lại còn biết nữ công gia tránh nữa thì đúng là điểm 10 cho chất lượng. Đồng chí Xuân Nghị thì sao? Nãy giờ thấy đồng chí vỗ tay liên tục. Riêng với tôi thì tôi thấy tất cả các đồng chí đều có một nét gì đấy rất là dễ thương và rất là thật thà. Các bạn có một cái gì đấy rất là hài hước và vui tính. Và tôi rất là ấn tượng đồng chí Đỗ Quang Thiệu, là đồng chí mà có khả năng bơi lội và bắn súng, đặc biệt là múa. Thì các bạn chuyển từ cái bắn súng qua cái múa nó rất là dẻo, tôi rất là thích. Tôi tuyên bố chủ quyền luôn, là những người mà tôi chọn đấy là đồng chí Đỗ Văn Vinh và đồng chí Đỗ Quang Thiệu. Tại sao lại hỏi Diễm My cuối cùng? Bởi vì bạn ở vị trí phải nói là trung tâm, tất cả mọi người đều hướng về bạn để trình diễn. Không biết là Diễm My có cảm thấy răng xé trong 6 chiến sĩ này hay không? Đứng ở vị trí của My nó cũng có một cái lợi, đó là cái tầm nhìn nó sẽ bao quát hơn. Nhưng là nó cũng có một cái hại, đó chính là mình sẽ làm cho mình bị phân vân. Thực sự mà nói thì My cũng đã nhắm hai đồng chí về đội của My rồi. Vừa rồi thì rất là cảm thấy là rất là bức xúc khi mà anh Nghị lại chọn đúng hai cái đồng chí đó. Tôi rất là phản đối đồng chí này. Bởi vậy cho nên là tôi nói là tôi đã quán triệt tư tưởng với đồng chí rồi nha. Tôi chọn trước rồi các đồng chí. Của chương trình đấy là ai quán triệt thì cứ việc quán triệt. Bây giờ thay vì việc các bạn đứng tại chỗ công bố thì chúng tôi sẽ dành cho các bạn một khoảng thời gian là 30 giây để tiến gần hơn tới các đồng đội của mình và cài những cái giải ribbon lên cổ tay. 3, 2, 1, 30 giây bắt đầu. Ai chà. Úi dồi ôi. rồi, nghĩ nè, tranh thủ đấy. Ôi, chú thích. Sau một cuộc tranh cướp phải nói rằng là rất căng thẳng vừa rồi thì chỉ có duy nhất một tân binh trong ba tân binh của chúng ta là Huyền Ly Di đã yên ổn với hai đồng đội của mình. Xin chúc mừng Huyền Ly Di. Ngay bây giờ là thử thách đầu tiên dành cho hai tân binh ạ, để quyết định xem là ai sẽ là người được quyền chọn đồng đội của mình ạ. Chương trình sẽ còn tặng cho hai tân binh mỗi người 10 trái bóng đựng trong cái rổ này. Nhiệm vụ của các bạn là phải ôm rổ trên tay và vượt qua ít nhất là 5 nhịp ở trên dây ạ. Thế là phải nhảy được 5 nhịp và giữ rổ bóng như thế này. Ok ạ. À. Vậy thì Xuân Nghị theo trước nhá. Mình là đàn ông mà. Mình phải lady first chứ em ạ. Mời My. Lady first là sự lựa chọn của phụ nữ. Em lựa chọn Xuân Nghị nhảy trước. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow. Như vậy là chúng ta ghi nhận thành tích của tân binh Xuân Nghị là nhảy được 1.5 nhịp và không còn trái bóng nào trong rổ. Tôi nghĩ là thành tích này thì Diễm My không quá khó khăn để vượt qua đâu. Hãy cùng cổ vũ cho Diễm My nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Nói chung là về kinh nghiệm để nhảy dây thì chắc các đồng chí sẽ còn phải học hỏi rất nhiều các chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 229. Ngay bây giờ thì họ sẽ có một màn biểu diễn nho nhỏ để thị phạm cho các đồng chí xem nhá. Trông thì tưởng là một cái thử thách đơn giản giống như một trò chơi tuổi thơ, nhưng mà thực tế là nó cũng đòi hỏi về kỹ năng nhất định đấy ạ, và nhất là thể chất.
Nghị vào đúng, nghị đấy, phải sang bên kia vào, sang bên kia xếp hàng vào đó, sang bên kia xếp hàng vào. Úi chà, úi trời ơi, dẻo đây, úi trời ơi, dẻo đây. Nghị vào luôn không? Đấy, không ôm bóng gái khác ngay. Như vậy là với việc rơi hết bóng trong một nhịp nhảy duy nhất nhưng lại thực hiện được đúng kỹ thuật, trong khi đối thủ của Xuân Nghị là Diễm My thì rất tiếc lại bị dây quật vào mặt. Tạm thời là bị thua trong cái thử thách này. Vì vậy, người chiến thắng là Xuân Nghị. Đồng chí Bình thuộc về đội của Xuân Nghị, xin chúc mừng. Và điều đó đồng nghĩa với việc là đồng chí Đặng Văn Đức cũng đẹp trai sáng ngời đây Diễm My ạ, sẽ thuộc về đội của bạn. Đấy, tinh thần quyết tâm.